Mày tưởng tượng tao là tô phở còn hà với Đinh làm bị gói với mày ăn gì mày ăn. Thì tao là phở còn Linh với hà là bị gói với mày ăn gì mày ăn. Mẹ mày. Đôi thoại cái mấy chị một. Đây 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 đây. Chi Thanh chút comment qua mai chút. Ê con không tắt cái đèn viền đi Chi để nóng Chi. Đèn viền á bên nút ba nút tắt đi. Hồ thị đúng không? Hồ thị. Ôi. Chị muốn nấu thì cho nó, chị nấu chị đừng hỏi em. Nó kêu nó ba gói nữa luôn kìa. Nấu đi bà lấy nguyên thùng mì gói bà nấu cho nó. Bỏ vô thau á nha. Ăn chi nhiều thấy xong. Rồi, nó chết luôn mà. Cho mà ăn cho sắp sắp không? Hả? Có bao nhiêu cây bỏ hết luôn. Ăn gì lỗi nó cả. Lỗi dở quá. Ủa Thanh, hôm qua cái bà lọc đó đó, chị đi xin cho bà hả? Đi xếp là đi xếp. Tiền nó hết rồi. Dạ tiền có má. Lấy hết 1 tỷ ra đây luôn tiền. Lấy nguyên bịch tiền hết ra đây luôn. Dạ. Mọi người chia sẻ live stream nha. Alo. Qua ơi. Dạ. Trời ai xài mật khẩu nick này vậy? Mật khẩu là cái gì vậy? Chim. Ai cài vậy? Cái mày tắt mật khẩu đâu vậy mày? Cài đặt. Gì nữa? Nói lại đi chị. Chị ơi, tối nay giao bệnh chị. Có gì nữa? Rồi chị, quay đi, mặt mã đó. Đâu phải đâu, ủa chị đến làm gì được. Xem rồi. Không, má nó thiệt á. Rồi giờ đang qua, đi tới đâu rồi? Tới mai con đang trong lớp hội Xuân Hương phải không? Đúng rồi, em chị đón hết đi rồi em. Bây giờ con vô con chia sẻ chị cái đi rồi con làm. Đang lên nó thổi Xuân Hương mà vô mà chia sẻ lên nó thổi Xuân Hương luôn. Trời má, đang ngồi like mà hỏi biết sao trả lời nữa thiệt luôn. Tự nhiên điện thoại mày vô gọi mà mật khẩu là cái gì là sao? Giỏi má, chăng ra hết. Tao làm lại cho mày rồi mà. Làm gì? Đúng rồi, chế bên tiệm gạo. Chạy vô đường số 17 nhà 47. Không biết bác hỏi ngoài. Đúng rồi. Kế bên tiệm gạo. Cách luôn. Tiền hôm qua chồng cũng chồng á, bữa nay thấy rồi. Dạ. Chó điên thì chó dạ. Anh giỡn mặt vừa vừa thôi nha Phúc nha. Đây nha mấy bạn. Ai mà con mình ốm đau bệnh tật hay là mọi vấn đề luôn á thì mấy bạn vô đây nha. Tại vì trong cái livestream ngày hôm nay Hương sẽ tặng quà miễn phí nha. Tặng quà cho Thanh Thanh ra đây trường nhỏ này cái hả? Ở đây chị nhỏ đấy. Tháo giùm chị này. Tháo bà. Hồng Thi em để lấy số điện thoại bên chị sẽ tư vấn 7 cái được rồi. Chị Hương đang coi rồi không lấy được. Anh Phúc đâu rồi? Anh Phúc đưa cái điện thoại cho nó lấy số điện thoại kìa. Cái gì? Điện thoại đâu? Điện thoại anh đâu? Rồi sao? Đưa điện thoại cho Thanh lấy số điện thoại chút đơn rồi được rồi, được rồi cưng, được rồi cưng. Em bán đâu sao thầy? Ờ em bán đâu hả anh? Vô nó chặn không mấy người. Em với hai chồng mình nhắn. Hồi này chị thấy comment rồi nè cưng. Cái này đang trong hội Xuân Hương nè. Ừ. Em đến đặt comment. Nó đang ướt hồng á.
Ủa này đâu chặn được, này đang trong nó. Cái này đang trong nó hồ Xuân Hương rồi. Nè. Đang trong nó hồ Xuân Hương, con lấy số điện thoại đi nha. Bây giờ nha, cái livestream này ngày hôm nay là mình sẽ tặng quà miễn phí nha, tặng cho những ai mà có con mà kiểu như là mấy bạn con của mình mà ốm đau không có lớn nổi hay là mọi vấn đề luôn thì Hương sẽ tặng free cho mấy bạn nha. Còn trong cái livestream ngày hôm nay, mấy bạn á có muốn mà có tiền nhiều giống như Hương á thì mấy bạn hãy nhanh tay thỉnh cho Hương ngay một cái hộp gỗ nha. Hộp gỗ bữa giờ bị cháy hàng nha mấy bạn. Những ai thỉnh hộp gỗ là đều được tặng cả 4 món quà luôn nha. Trong ngày hôm nay khi mấy bạn thỉnh hộp gỗ sẽ được chợ thỉnh combo 1.9 triệu nha. Hộp gỗ 800 và hộp gỗ 1.4 triệu thì được chợ thỉnh combo 1.9 triệu. Nhưng mà riêng cái hộp gỗ 1.4 triệu đó là hộp gỗ thần cao quá này nè mấy bạn. Khi thỉnh á là được tặng 4 món quà nha. Em ơi. Con đi giúp mẹ á. Dạ rồi. Vô đi. Khách làm gì vô à? Xem cái cái một. Đợi không hay là đến 2 giờ luôn. Xem luôn. Xem luôn đi. Chị ngồi đây đi chị. Chị ơi em báo giá gì rồi đúng không? À, dạ có. Anh Phúc anh có làm cái này được giùm liền không anh Phúc? Đây có nè, anh đang gấp. Dạ chị ơi, em xem là 2 triệu cải vận không 3 triệu cải vận. Chị cải vận luôn hay chị xem không chị? Alo, Hồng Hy. Mấy bạn đợi chút xíu. Em ơi, em làm buôn bán nhà gì vậy em? Chị ngồi đây đi chị. Chị gọi bên chị Hồng Hy Xuân Hương á, em buôn bán về cái gì vậy em? Ấy luôn hả chị? Dạ. Mấy bạn chia sẻ livestream đi nha. Em ngồi đây đi. Em xem mấy người. Phúc ơi, dẹp này đi nè. Đây. 1984 nha, năm nay từ đầu năm tới giờ công việc của mình nó bớt lắm nha. Nó không có được thuận lợi mà em chỉ thấy đường tiền mình ra rất là nhiều. Nghĩa là cơ của mình có nhưng mà nó không có về được như mong muốn. Đang làm về cái gì đây? Gì? Tự mình bán hay là bán cho người ta? Ừ. Trên cơ tay mình muốn có sự nghiệp riêng phải bước vào năm 2020 khi mọi sự nó thành công. Nhưng mà chị thấy cái đường tiền vô mình rất là ít. Nghĩa là nó có nhưng mà nó không có được nhiều. Cái này cần thì có thể là ấn lộc hoặc là mình thỉnh phép làm ăn cũng được. Tùy mình hiểu không? Thỉnh phép để cho nó ấn. Ấn lộc là ấn nút ruồi giống như chị vậy nè. Thấy không? Thì cái nốt rồi mà nếu ấn vậy thì là 3 triệu và phép thì mình thích mình có thể thỉnh những cái chợ riêng. Bước qua năm sau tầm tháng 5 âm lịch chị thấy em có mở cái gì đó tự buôn bán tự làm chủ. Chứ mình không có còn đi làm cho người ta nữa đâu. Thấy ổn ok đó nhưng mà lúc đó thỉnh, lúc đó mà mở ra thì phải tới chị để thỉnh phép. Trên cơ tay này làm chị thấy được nè mà qua tháng năm sau là mở ok lắm đó. Nhưng mà trên đường cơ tay này nha, cái tính mình thương người quá đôi khi mình hay bị người ta hại lắm nha. Cho cây viết đi, mà đang có cây viết nào vậy trời. Ai lấy viết của chị hết trơn rồi. Này không còn cây luôn. Những cái nốt ruồi này mà khi làm nó về xong đựng cho người nào coi hết nha chị. Với lại em thấy mình đó nha, tính của mình đó, đôi khi mình thấy người ta này nọ mình hay giúp người ta. Kim còn không Phúc? Chị, ở trên tay của mình mà ta thấy lạ ta lật ra làm sao? Mình là tự nhiên tay mình mà tự nhiên lật làm sao? Nhiều khi ta thấy ở cái tay mình với cái gì mà ngộ nó dính gì đâu mà đứng cho người ta coi. Tay mình thì mình phải có cái quyền đó chứ, mình đâu có hiểu không? Trên tay chị giờ chị em muốn coi chị không cho em coi xem coi. Nè cái đó quyền của em chứ mình đâu có cho người ta coi được, cái đó bàn tay của mình mà. Giờ trên người em mà có cái gì em cho người ta coi, ông nội người ta coi cũng được. Thiệt. Giờ mình không lật ra chứ, như em không lật ra cho chị coi thôi chứ sao chị thấy được tay em? Hiểu không? Mình đừng có cho người ta coi. Còn trên cơ mạng nha, cẩn thận dùm tháng 7 năm sau có thị phi. Nhưng mà cái điều thị phi đó nó không có đáng ngại. Chị nói năm sau hả? Đúng rồi. Còn em đầu năm tới giờ thị phi tràn ngập luôn. Chị thấy năm sau có nữa. Nhưng mà nó nhẹ lắm chứ nó không có nặng thì ok. Chị chửi chị. Gây lộn lại qua tiếng lại nhưng mà không sao. Trong nhà hả? Công việc trong nhà mà. Có vấn đề gì cần hỏi cứ hỏi. Chị thấy gì chị nói thì tự nhiên cho em hỏi em biết được mở đâu. Không thì nãy giờ chị đã nói với em những cái mà chị thấy trên tay em rồi đó. Còn mình thắc mắc thêm cái vấn đề gì dùng muốn mở làm ăn hay gì thì mình hỏi thêm. Dạ. Còn trên tay là chị đã nói là chị thấy năm sau em có làm cái đổi một cái đi mà không có làm cho người ta mình làm chủ đó. Là chị thấy nó tốt hơn mà. Vậy là em
năm sau em có con cái gì không? Con chỉ thấy đẻ năm sau chưa hạ của mình luôn nha. Muốn đẻ bước vô năm 2020 đi. Cái đó là em coi tuổi đẻ con á. Là năm 2020 nó sẽ tốt cho em hơn. Chứ năm 2019 thì đẻ đứa con nó ra nó không có được thuận cho mình lắm. Chị sao người ta nói em con chuột, em con chuột, năm năm con chuột đẻ ẩn tuổi mẹ là tốt vậy? Thì năm con chuột là năm 2020. Trong con người không có tốt mà, ẩn tuổi mẹ tốt hơn. Ẩn tuổi mẹ tốt hơn một cái mạng nó hạp cho mình. Có không chị? Chị thấy có nè. Không bị gì nữa. Ẩn tuổi mẹ tốt hơn chứ. Ôi đau quá chị. Nghe xin. Nghe xin. Ờ. Tê nó nhẹ lắm mà. Tả cầm kim với nó quen nha. Mình thấy kim ẩn tuổi mẹ nhẹ lắm. Chị thấy cái gì nữa không chị đó? Chị với em thôi. Trên tay là chị thấy hiện tại là có nhiều đó là cần em phải tránh cái thị phi với là cái gì đó hiểu không? Còn trên cơ tay mình năm sau thấy được làm ăn, nghĩa là nó không có cái xui xẻo hoặc là có cái diễn biến nhiều. Còn thị phi là em chịu từ đầu năm tới giờ rồi. Nhưng mà qua năm sau vào tháng 7 cái thị phi nó hơi bị lớn lên chứ. Dạ. Chị được thì có cử cái gì không chị? Cái này cử nước dùm chị 24 tiếng rồi. Không cử một cái gì nữa. Cử nước 24 tiếng rồi. Cử nước 24 tiếng đồng hồ. Đừng cho ai xem tay mình nha, nhớ nha. Còn mình muốn độ mạng mình mà được lớn mình có thể thỉnh một cái phép mẹ, mẹ năm dòng để mà độ mạng giữ cơ mẹ cho mình được. Không, cái đó em có trên người em luôn rồi. Có rồi đúng không? Dạ. Chỉ có bạn số gọi nào á. Có sao mẹ cho sao em thấy có người nó tốt, có người nó xấu em sợ quá. Có gì đâu chị thấy bình thường. Giờ biết mình sao. Đâu có sao đâu, bình thường mà. Chị cũng sau một cái năm dòng này cũng ok mà, đâu có gì đâu. Dạ. Tùy mình. Chị thấy ok. Còn sau hồi lúc mình làm á thì ai cũng nói tốt. Chị thấy mình làm sao ai thấy mình cũng nói nghe thấy chỗ. Em xong đâu. Em xong đâu. Thầy gì? Thầy chùa của người Thái. Bao nhiêu tiền lúc xăm gì? Lúc xăm bạn em. Nó quay qua chị coi. Sao cái hình xăm của em nó bị bể hết chưa mà? Chắc tại em đau quá. Xăm nó không có gọn đi. Nó bị bể. Không sao, cái đó bình thường mà, cái đó độ mạng cho mình cao thôi, đâu vấn đề gì xấu sao. Sao em nghe người ta nói cái gì phải cẩn thận cái gì tùm lum. Không, mẹ VIP năm dòng có thể để ốp điện thoại được nha. Dạ. Ủa em á chị bây giờ hiện tại là mình không có cử gì hết hả chị? Không, chị cử nước em chị 24 tiếng. Chị nhìn mặt em có sửa gì không? Không sửa. Có gì? Em gương mặt ok rồi được sửa. Em tính đi làm cái môi gì thế mà sao? Chị đi làm phá tướng. Không được rồi. Hiện tại là ok rồi. Mình cái Zalo số thoại. Làm là phá tướng. Tại vì mặt bây giờ xinh mà đâu có sống đâu. Gì vậy? Nhưng mà không có nên làm. Vậy? Chị theo chị tư vấn là vậy thôi. Chị mua cho em đi, bên em không có chặt được. Em thấy em cũng thích. Chị thấy không có nên làm. Em thấy ok. Thấy nó không có nét. Chị thấy ok đó. Tại vì mình á, đôi khi mà mình tự nhìn mình không bao giờ mình cảm thấy hài hòa với mình đâu. Lúc nào cũng vậy á, mình nhìn mình đâu có ai mà tự vừa ý với mình đâu. Lúc nào mình cũng cảm thấy là mình xấu này hết kia á. Không tin môi không làm gì hết. Vậy là được. Không. Dạ chứ mấy chậu à. Chậu đi. Chị coi hiện tại bây giờ cái chỗ ở của em á. Nghĩa là trên tay em chị thấy nó đang bình an. Em chỉ bị dướng năm thị phi là năm nay với năm sau, hiểu không? Cho nên ráng được cho đợi cái tháng mà chị nói của năm sau là mọi việc nó sẽ thuận. Chứ không phải là do vấn đề chỗ ở. Mà là do mình dướng cho năm thị phi cho nên mình cảm thấy mọi chuyện của mình nó bị xui. Nó là vậy. Cái đang làm hiện tại cái ngành nghề là phải do mình chọn, chứ em không có chọn nghề cho khách được. Tại vì chọn nghề là như chuyển nghiệp á. Anh chị thấy cái tính của em á, cái mạng của em á. Sao em thấy em lâm vào quá. Tại vì chị do nói là em đang vướng năm hạn là năm nay. Em hiểu không? Qua được hết năm nay đi, năm sau mọi sự nó sẽ bình an hơn. Tại vì do mình đang bị vướng năm hạn. Chứ không phải là do cái cung mạng của em. Năm nay Lan là năm không có tốt của em. Cho nên chị mới khuyên em là đẻ vào năm 2020. Là vậy đó. 19 không được. Không, 20 sẽ ok. Được chứ, đâu gì đâu, bình thường mà. Già quá rồi. Được bình thường mà, không vấn đề gì đâu. Ăn uống bình thường mà không. Không cử một món gì hết. Có gì về muốn hỏi về nhắn tin hỏi qua trả lời riêng cho. Yeah.
Chị muốn cái gì đó về nhắn tin riêng thôi, thắc mắc cái gì về nhắn tin thôi, nói sáng em coi chị đó thì chị sẽ trả lời riêng. Tại vì nhiều khi gặp chị cứ quên hết á. Về nhà còn muốn hỏi cái gì đó cứ nhắn tin qua chị coi chị. Em coi livestream ở trên Facebook với chị thấy tự nhiên muốn hỏi nhiều thứ lắm. Thì về để bắt đầu về suy nghĩ đi rồi cứ nhắn tin qua Facebook được mà. Nhắn tin em điện thoại em nói là em coi chưa. Thì hỏi về cho em hỏi chị Hương có đó thêm Facebook đó chị trả lời riêng cho em hết đầy đủ hết những cái vấn đề đó. Yên tâm. Tại lúc trước chị biết không? Em hồi kia em cũng thích làm đẹp, em cũng học qua rồi. Không, hiện tại chị thấy em làm cái ngành nghề em đang làm đi. Được em, rồi. Em cũng bỏ hoài. Nhưng mà làm cái bây giờ là tiếp tục duy trì cho chị cái đang làm đi là chị thấy ok được rồi. Dạ. Chờ giùm chị vài tháng nữa là ok. Dạ. Lúc đầu là em định hồi tháng 11 là em làm. Nhưng mà sao em có cái linh cảm mình thấy thôi để qua năm đi, năm nay được nè. Qua năm đi. Bây giờ đó còn bao lâu nữa qua rồi. Dạ. Ừ. Để mình làm đi. Mà sao mà thấy nó buồn bực, nó rối rắm mình. Từ từ bà ơi. Một mấy cái tự nhiên cái này cái lũng lỗ bên kia lũng mọi thứ nó phải từ từ chứ đâu có cái gì mà gấp gáp được cái gì. Dạ. Từ từ giờ chị chờ giùm em tới năm sau đi. Đâu còn bao lâu nữa đâu qua năm. Chị, còn cái này là chị làm gì cái gì? Cái này hút lọc, cái này chặn tiền ra, cái này hút tiền. Dạ. Nó có bay mòn không chị? Không chị, mật sẽ vô tay hết không có bay. Dạ. Yên tâm. Nha. Dạ. Ừ. Còn muốn hỏi gì về cứ nhắn tin hỏi chị. Bé Hoa ơi, tôi tính tiền cách này nè. Đừng có hỏi gì, cứ về nhắn tin cho chị rồi chị trả lời hết chưa? Dạ. Có số điện thoại mà không sao đâu. Chị chưa là xe em đúng không? Ừ. Cái vòng luôn cái vòng luôn là 3 triệu. Cái vòng này là tặng cho em bé nha, không có bán nha mấy bạn. Vòng này là được sư thầy Sơn chú vô phép hết rồi. Dành cho những bé nào mà... Ai đang trong Hồ Thị Xuân Hương vậy? Cái mày comment lên giùm chị đi, comment giùm chị cái đi, sale 20 nhóm tặng vòng em bé và sale 20 nhóm tặng vòng em bé và cùng sale 20 nhóm tặng vòng em bé và combo 1.9 triệu. Em cảm ơn chị. Có gì gọi chị. Dạ có gì em okay. Em hỏi okay. Chị sao ok. Gặp cái quên hết đúng không? Ủa cái hộp cổ thường đâu rồi anh Phúc? Xe gì vậy? 20 nhóm. Xe 20 nhóm nhận ngay vòng em bé Phi và combo 1.9 triệu. Đây nha, trong duy nhất ngày hôm nay. Tháo cái quà này ra giùm em đi chồng. Mấy bạn ơi, trong duy nhất ngày hôm nay nha, khi mọi người chia sẻ livestream thì mọi người sẽ nhận ngay một cái combo này nha, là cái combo 1.9 triệu gồm phép 5 vòng này nọ luôn nha, chỉ duy nhất thôi nha. Hộp gỗ cao quá là được tặng combo 1.9 triệu nha. Đây là combo 1.9 triệu là phép 5 vòng 700, gỗ thiên 700, mèo quắt đỏ nè. Đó là combo này, là combo 1.9 triệu nha. Trong duy nhất ngày hôm nay nha, khi mấy bạn mua hộp gỗ cao quát 1.4 triệu, hàng này bữa giờ bị cháy hàng nha, nay mới về lại nha. Và mấy bạn mua cái hộp gỗ cao quát 1.4 triệu sẽ được tặng 4 món luôn nha. Vòng em bé nè và combo 1.9 triệu nha. Đây là dành cho hộp gỗ cao quát 1.4 triệu nha. Còn những ai mua hộp gỗ 800 á thì là sẽ được tặng một cái combo 1.9 triệu nha mấy bạn. Combo 1.9 triệu em ơi, người ta mua hộp gỗ cao quát thì tặng 4 món có luôn dòng em bé nha chị. Đó, còn nếu mà mua mà hộp gỗ lại 800 thì sẽ được tặng combo 1.9 triệu. Ngày mai bay Thái cho nên hôm nay chợ thỉnh cho tính nha. Chứ thật sự bên mình là mấy bạn biết rồi đó. Những cái mặt hàng tâm linh bên mình là ai cũng biết là nó như thế nào rồi. Cái hộp gỗ này có thể bỏ tiền vô rất là linh đấn, mình đảm bảo 100% cho mấy bạn nha. Bé nhà em được 3 tháng, em sanh thiếu tháng. Bé chị được 2.3 kg, đeo vòng được không chị? Đeo vòng được nha Vân Đặng. Và chị nói luôn, những ai ở Sài Gòn mà con khổ, con ốm, con đau, con bệnh có thể ra qua nhà chị để lấy vòng nha. Cái này là chị tặng, chị không bán. Tất cả cái này là sơn chú hết rồi. Dành cho những bé nào mà hay thức đêm, hay giật mình, ngủ không ngon này nọ. Xe 20 nhóm là được tặng nha. Xe 20 nhóm nha bạn. Còn công dụng của cái hộp gỗ này thì thôi khỏi phải bàn rồi. Nó luôn luôn là mặt hàng bị cháy bên mình nha bạn. Hộp gỗ 800.000. Đây, hộp gỗ 800.000 tặng combo 1.9 triệu nha. Hộp gỗ 800 là được tặng combo 1.9 triệu nè. Còn cái hộp gỗ mà 1.4 triệu là tặng 4 món luôn nha. 4 món đó là hơn 1.9 triệu thôi nha mấy bạn. Còn đây là mình chợ thỉnh cho tính thôi, chứ không phải là mình buôn bán gì hết nha. Cho nên ai muốn thỉnh hộp gỗ 800 tặng combo 1.9 triệu thì inbox nhanh. Một hộp gỗ
Bạn nào muốn lấy hộp gỗ 800 thì comment nhanh giùm chị là hộp gỗ 800 và số điện thoại nha. Thì hộp gỗ 800 á là ai muốn xin dòng em bé là mình cũng tặng cho luôn. Còn những cái hộp gỗ đây nha, hộp gỗ thiên mẹ quắt đỏ phép 5 dòng combo này 1.9 nha. Và đặc biệt nha, những ai mà thỉnh hộp gỗ này, hộp gỗ cao quát này 1.4 thì hộp gỗ này có ông thần cao quát mạnh hơn thì hộp gỗ này sẽ được tặng thêm một cái dòng em bé nha. Bạn nào muốn thì comment vô nha. Con em dạo này mất ngủ có ít ngủ hay giật mình nữa là thỉnh cho chị một cái hộp gỗ này đi, chị tặng cho em cái dòng em bé luôn nha. Tặng cho em một cái dòng em bé luôn, nếu mà con em như vậy là tặng một cái dòng em bé luôn nha. Nhưng mà những ai á mà thỉnh hộp gỗ 800 muốn lấy dòng em bé thì bỏ bớt một món lại trong cái combo 1.9 nha mấy bạn. Con được 8 tháng là đeo dòng này được nha. Đây là dòng em bé mà chị tặng cho con của mọi người nha. Bạn nào muốn thì comment nhanh giùm chị hộp gỗ 800 nha. Vòng em bé là tặng không bán nha. Đây vòng này sơn chú vô hết rồi, chị được có 200 vòng thôi, cho nên chị tặng nha. Trịnh Lê Bin em thỉnh cái gì vậy Trịnh Lê Bin? Rồi sẽ có người gọi điện thoại liền, mấy bạn chia sẻ mạnh lên nha. Hộp gỗ này 800 nha, công dụng của nó đẻ tiền rất là nhiều. Mấy bạn chỉ việc chia sẻ livestream, mấy bạn nào muốn đẻ tiền thì thỉnh hộp gỗ cao quát và hộp gỗ này nha. Hộp gỗ này 800 và được tặng rất nhiều quà nha mấy bạn. Vòng dễ thương quá. Đúng rồi nha, trong duy nhất ngày hôm nay combo 1.9 là combo gỗ thiên 5 vòng và mèo quắt đỏ nha. Đây là combo 1.9 nha. Hộp gỗ 800k Nguyễn Yến chờ chờ. Ai thấy Nguyễn Yến chưa? Ai đang điện Nguyễn Yến? Em. Sống lại. Em mới lại. Em đang điện. Ăn cơm nhiều rồi được nha. Hộp gỗ 800k tặng dòng em bé được không? Được nha. Candy Sumi, hộp gỗ 800k bạn nào thỉnh thì mình tặng vòng em bé cho luôn nha. Tại vì là mấy bạn sẽ bỏ bớt một phép lại nha, là coi như. Rồi hộp gỗ 800k là coi như bạn nào lấy thì bỏ phép 5 vòng lại tặng gỗ thiên mẹ quá chỉ lệ vòng em bé nha. Cái này là tặng không bán nha. Không phí ship nha. Đồng phí ship hộp gỗ là 60 nha mấy bạn. Hộp gỗ đồng chị Thanh qua mày. Bây giờ chị dặn nghe nè, cái hộp gỗ 800 với lại hộp gỗ 1.4, nếu ai lấy dòng em bé thì bỏ 5 vòng ra, nghĩa là 1.4 là tặng 4 món. Em lấy cái dòng gỗ 800 tặng 3 món. Thí dụ như là gỗ thiên mẹ quắt đỏ với lại dòng em bé là 3 món, hiểu không? Rồi đó nha các bạn. Bên mình không có bán dòng em bé mà chỉ bán hộp gỗ thôi nha. Hộp gỗ này chợ thỉnh cho Tính nha. Trong ngày hôm nay Tính thỉnh là 800 và được tặng dòng em bé nha. Đây là dòng em bé trên tay chị Hương đang cầm này nha mấy bạn. Mấy bạn chỉ việc chia sẻ livestream là sẽ được tặng nha. Chia sẻ livestream vòng này là vòng dâu tầm được thầy Sơn chú rồi, rất là bình an cho em bé nha. Những bé nào hộp gỗ này công dụng là đẻ tiền nha mấy bạn. Hộp gỗ này công dụng của nó là đẻ tiền. Giá của hộp này là 800. Hộp này thì được tặng một cái combo 1.9 nha. Đây là combo 1.9 nha. Hộp gỗ này đẻ tiền ra rất là mạnh. Ai muốn biết thì vô Facebook không coi nha. Bé mới xanh đeo vòng này rất là tốt nha em. Đây là vòng dâu tầm nha. Hiện tại chị về được có 200 vòng thôi. Và chị tặng cho tất cả những ai mà con khổ đau, con ốm, con bệnh tật, con không ngủ nghê gì đó nha. Mấy bạn chỉ việc đặt cho chị là số điện thoại và cái đó thôi nha. Mà còn ai mà thỉnh cái hộp gỗ cao quát 1.4 này nha thì được tặng 4 món quà nha. 4 món này là gồm một dòng em bé, một cái gì đó. Đây, một dòng em bé và một combo 1.9 nha. Về đồ hộp gỗ phí ship 60 hết Thanh ơi. Hộp gỗ nặng lắm. Hộp gỗ phí ship đồng giá 60 hết. Tại vì hộp gỗ nặng lắm. Đây nha, mình tặng vòng em bé nha. 4 món. Bây giờ bé ơi, chi nếu không phải chị nói tôi nãy giờ chị cũng không hiểu. 800 á là tặng một cái combo 1.9 này. Nếu như người ta muốn lấy dòng em bé thì mình sẽ bỏ phép 5 vòng ra. Hiểu không? Còn 1.4 là được tặng 4 món luôn, là một này rồi này rồi dòng em bé luôn, cưng hiểu không? Còn 800 là mình có thể bỏ, ví dụ bỏ gỗ thiên không, 800 bỏ phép 5 vòng đi. Nếu mà 800 là người ta muốn lấy dòng em bé thì bỏ phép 5 vòng ra. Chị không có mấy bạn nào mà ở đâu mà muốn thịnh dòng em bé không á. Đúng rồi, cái này là sách từ Thái vậy em ơi. Cái gì vậy? 2 triệu tiền nãy. Em đang làm, không lấy tự qua lấy đi.
Con em xin non Thái Trương, bạn nào ở trong Sài Gòn thì tới nhà mình nha. Mấy bạn cứ việc tới nhà Hương đi, gặp quản lý của Hương nói là chị ơi con em bệnh hoạn hay sao đó, hay là con em nó khó nuôi quá, cho em xin cái dòng em bé là quản lý bên Hương sẽ đưa nha mấy bạn. Hiện tại dòng này là mình tặng chứ mình không có bán nha. Còn bạn nào thỉnh hộp gỗ ở xa, thỉnh hộp gỗ là sẽ được tặng nha. Dòng em bé hiện tại là chị không có bán, chị tặng thôi nha. Bạn nào thỉnh cái hộp gỗ này 800 ngàn thì đều được tặng nha. Nói chung á mấy bạn thỉnh phép gì bên mình không cần biết, mấy bạn chỉ cần xin dòng em bé là sẽ được tặng hết nha. Còn đây là vòng chiêu tình tiền chị đang đeo nha. Giá của vòng này là 970 ngàn, trong ngày hôm nay chợ thỉnh là còn 900 nha. Hộp gỗ 800 số điện thoại, rồi ok nha, lấy vòng. Rồi hộp gỗ 800 lấy vòng ok nha. Nói chung là ai cũng được tặng hết. Bạn nào ở xa muốn tặng dòng em bé liên hệ vào vòng này đã sơn chú hết rồi, là Hương chỉ tặng cho con của mọi người để ngủ ngoan, ngủ ngon, mau lớn, chứ Hương không có bán nha. Mấy bạn chỉ cần chia sẻ livestream hoặc là thỉnh hộp gỗ này nha. Đây là hộp gỗ thần cao quát, ông thần này sẽ giữ tiền, giữ hạnh phúc cho mọi người nha. Em ở quận 12, chị bên quận 7 nha em. Có em ơi, Kim Phượng ơi, mấy bạn nào thỉnh sẽ được nha. Bạn nào thỉnh hộp gỗ để lại số điện thoại giùm chị là gỗ 1.4 triệu và số điện thoại nha. Gỗ 1.4 triệu thì được tặng 4 món nha. Đây là 3 món và cái vòng em bé là 4 món nha. Còn ai mà hả thỉnh hộp gỗ 800 thì được tặng 3 món, có thể bỏ phép 5 vòng lấy vòng em bé nha mấy bạn ơi. Em ở đâu gì cũng xếp được tới nơi nha mọi người ơi. Mọi người chỉ cần chia sẻ livestream cho Hương. Và khi chợ thỉnh thì mấy bạn phải chia sẻ livestream cho em. Ê con đĩ duyên minh lỡ, con đĩ nướng lồn, đĩ trúng đéo trúng đụ mày hay gì á, hà bá đụ. Con em mới qua Yến Linh, em chỉ cần thỉnh cho chị cái hộp gỗ, chị sẽ tặng vòng em bé cho em nha. Bạn nào mà thỉnh hộp gỗ trong ngày hôm nay là sẽ được tặng vòng em bé nha bạn. Còn vòng này là được sơn chú hết qua các thầy rồi nha. Cho nên khi bé đeo á là rất bình an, rất may mắn. Cái đó là lý do tại sao chip nhà mình mà mấy bạn nhìn dễ cưng, dễ ghét là tại vì do chip đeo cái vòng này nha. Đây là vòng mà con mình đang đeo nha. Và vòng này đặc biệt là mình không bán nha. Mình chỉ tặng cho vòng em bé cho con mình thôi chứ mình không có bán nha. Linh Nguyễn ơi, bạn muốn inbox cho mình nha. Linh Nguyễn ơi, bạn lấy thêm hộp gỗ hay cái gì là mình sẽ có tặng nha. Chia sẻ 20 lần bạn ơi, bạn chỉ cần chia sẻ thì bạn tặng nha mấy bạn nha. Bạn nào lấy hộp gỗ 800 để giùm chị số điện thoại là hộp gỗ 800 và số điện thoại nha. Hộp gỗ 800 và số điện thoại nha. Hộp gỗ 800 được tặng combo nha mấy bạn nha. Combo gồm hộp gỗ 800 kìa. Ở mấy bạn inbox đi nha. Tặng em vòng em bé đi. Đây là vòng em bé chị tặng cho mọi người không có bán nha. Tặng trợ duyên để cho các bé mau lớn, các bé mau ăn chóng lớn, chứ đồ tâm linh, đồ con nít thì mình không có bán nha mấy bạn. Nói chung là con mình mấy bạn mình cần nó phải ăn ngoan ngủ ngon thì mới được. Yến Lê em chia sẻ livestream đi, em xin vòng chị cho nha. Em con em mà không ăn ngoan ngủ ngon thì em cứ tìm chị cho em vòng nha. Còn đây là hộp gỗ 800, bữa giờ bị cháy hàng này về lại rồi nha. Giá của hộp gỗ này là 800 ngàn và chị chợ thỉnh duy nhất trong ngày hôm nay cho mấy bạn thôi. Mấy bạn nào muốn thỉnh hộp gỗ, một dòng em bé, em ơi em thỉnh hộp gỗ được tặng dòng em bé nha em ơi. Còn bạn nào thỉnh hộp gỗ 800 vẫn được tặng combo 1.9 triệu nha. Duy nhất trong ngày hôm nay thỉnh hộp gỗ 800 tặng combo 1.9 triệu nha mấy bạn. Mấy bạn chỉ việc để lại số điện thoại là hộp gỗ là sẽ được nha. Tặng em inbox nha chị. Kim Phụng em lấy hộp gỗ là chị tặng luôn một combo 1.9 triệu cho em nha. Combo này nha, con em khóc đêm hoài, gọi inbox cho chị nha. Vòng đa năng có tặng không cô Hương? Không nha Lê Linh ơi, vòng đa năng làm sao mà tặng được em. Vòng đa năng là vòng mắc tiền đâu có tặng được em. Xem vòng chỉ đỏ chị đeo hả? Đây là vòng kinh phép 5 vòng chị đang đeo nha. Giá là 900 trong ngày hôm nay, chợ thỉnh còn 700 nha. Vòng kinh phép 5 vòng nha. John nhiếm. Vòng em bé mấy bạn nào thỉnh hộp gỗ thì sẽ được tặng vòng em bé nha. Em thỉnh hùng đựng tiền 800k chị Hương ơi. Rồi ok nha. Hùng đựng tiền 800k được tặng vòng em bé nha. Tặng vòng em bé và luôn cả một cái combo luôn nha. Một combo 1.2 triệu nha. Em hộp gỗ 800k rồi ok. Bạn nào lấy hộp gỗ 800k để lại giùm chị số điện thoại là hộp gỗ 800k nha. Tặng em hai vòng nha chị. Nè mấy bạn nào mà con góc đêm á thì mình thỉnh một cái vòng này, hoặc là mấy bạn có thể tới 62 Lâm Văn Bệnh á, mấy bạn dòm đối diện qua là đường 17 là nhà của Hương. Mấy bạn vô đây là mình sẽ có chợ thỉnh tặng cho mọi người nha. Và cái này là vòng tặng không bán nha, dành cho những ai mua hộp gỗ thì mình sẽ có tặng cho mấy bạn nha. Bé em xin non, ok Thái Trương inbox cho chị đi, chị cho em nha. Nói chung là cái này là ai xin là chị cho, chị không có bán nha. Con bị bốn mông cô tặng cho con rồi, ok mấy bạn inbox cho mình nha. Mấy bạn ơi, đặc biệt á là những ai mà ở xa, mấy bạn cứ việc mà muốn thì nhắn tin inbox mình thỉnh, mình tặng cho vòng em bé nha. Em
Tặng để làm phước nha, chứ cái này là mình không có bán nha. Tặng để là làm phước cho nên là chip nhà mình cũng bị đeo cái này, cho nên là sức khỏe rất là tốt, ăn ngoan, ngủ ngon và nuôi nó rất là thấy cưng luôn. Vòng đó có hình không chị Hương? Vòng nào em ơi, cái này là chị tặng, trời chị nói thiệt với mọi người nha. Mấy bạn biết chip nhà mình rồi phải không? Đúng rồi em, hộp gỗ 800 không phải là tặng phép 5 vòng mà tặng luôn cả một combo 1 triệu 9 cho em nha. Đây, hộp gỗ 800 tặng luôn một cái combo 1 triệu 9 vậy nè. Nhưng nếu như mấy bạn không thích phép 5 vòng, mấy bạn có thể đổi phép 5 vòng lấy vòng em bé được nha. Hôm trước đặt vòng 5 vòng là hôm đó chưa có tặng, hôm nay mới có tặng nha. Còn cái đây là cái combo này nè, cái hộp gỗ này 800 công dụng là đẻ tiền, hút tiền và đem về rất nhiều tiền cho mình nha. Cho em một dây em bé đi, con em bị sinh dưỡng rồi, cho em xin nha chị. Ok, inbox cho chị hoặc qua nhà chị lấy nha, bạn nào muốn thì có thể tới nhà chị. Con ai mỗi gì đó cứ tới thẳng nhà chị lấy nha, nếu như ngày mai chị đi Thái chị không có ở nhà đó. Vòng em, nếu như ngày mai chị đi Thái chị không có nhà thì mọi người cứ tới đây gặp ngay quản lý của chị, nói là cho em xin cái vòng em bé đi, tại vì con em bị bệnh là quản lý của chị sẽ cho nha, bất kể ai xin cũng cho nha, bất kể ai xin cũng cho hết nha. Kim Quy inbox cho chị nha, Kim Si ơi, tặng combo 1.9 triệu trong ngày hôm nay nha mấy bạn. Khi mấy bạn thỉnh một cái hộp gỗ 800.000 thì sẽ được tặng ngay một combo 1.9 triệu nha, gồm gỗ thiên nè. Đó các bạn thấy không, gỗ thiên nè, phép 5 vòng nè. Đó các bạn inbox cho Hương đi nha, nhanh tay inbox nha. Vòng em bé và chỉ trong ngày hôm nay mới chờ thỉnh combo 1.9 triệu nha. Con em khóc đêm mà không chịu ngủ, em thỉnh một cái vòng em bé về chị đảm bảo với em, thỉnh một cái hộp gỗ đi để em lấy một cái vòng em bé. Chị đảm bảo với em có tin không? Con em thỉnh cái này về nó ăn ngoan, ngủ ngoan, nó mập còn hơn con chip luôn. Chị bảo đảm bảo mà nuôi về mà không cưng nữa thì thôi luôn á. Đó thì mấy bạn đó, vòng này không bán nha, vòng này chị chợ thịnh tặng thôi nha. Hai đứa ốm được ok, Trần Thanh Tuấn em mua cho chị á hả, một cái hộp gỗ em thịnh cho chị cái hộp gỗ 800, chị tặng cho em hai cái vòng em bé luôn nha. Em bỏ mấy cái kia là chị tặng luôn cả hai cái vòng em bé. Con em 6 tuổi đeo tốt chứ đâu có vấn đề gì đâu em. Cái vòng này là phi size tay nào đeo cũng vừa nha. Và đặc biệt nha mấy bạn, trên cái vòng này mấy bạn hiểu không, nó có một cái túi tiền rất là nhỏ. Cái túi này nghĩa là hút sức khỏe, hút bình an về cho em bé nha. Cho mà mọi người phải hiểu rõ tại sao trên này nó có từng cái gì đó nha. Nè đó, thấy không, có một cái túi tiền nhỏ nhỏ nè, là cái túi này hút bình an, hút sức khỏe về cho em bé nha. Đó, cho nên ai thỉnh hộp gỗ 800 comment giùm chị là hộp gỗ 800 và chị về đúng có 70 hộp thôi nha. Nếu mà qua tour là sẽ không có quay lại được nữa. Bạn nào thỉnh hộp gỗ 800 để lại giùm chị comment là hộp gỗ 800 và số điện thoại nha. Đó là khi thỉnh hộp gỗ sẽ được tặng vòng em bé, mình lấy hộp gỗ mình đẻ tiền cho mình, rồi vòng em bé mình cho con mình đeo nha. Đó, inbox cho chị nha, bạn nào ấy rồi thì có thể xin, thì có thể cho bạn nào thỉnh vòng phong thủy hay cái gì mà con có gì cứ xin nha. Xin thì bên quản lý mình sẽ cho nha. Cái đây là hộp gỗ này nè, mình nói lại một lần nữa, giá của nó 800.000 và mình chỉ có đúng 70 hộp thôi. Nãy giờ là mấy chục cái tin nhắn rồi, không biết bạn nào được sở hữu nha. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. 800.000 được tặng ngay combo 1.9 triệu và chỉ duy nhất trong ngày hôm nay thôi mấy bạn. Khi mà mấy bạn thỉnh cái hộp gỗ này về, tiền nó đẻ tiền mà nó đè mấy bạn chỉ có chết thôi chứ không có sống nổi thôi. Để cho mình hộp gỗ 800k nha. Nghe máy nha, Nguyễn Minh Bền bên mình ấy nha. Vòng này không bán nha. Phép 5 vòng có công dụng là người tiểu nhân, hút lộc, hút tài lộc và hút bình an rất là nhiều nha. Vòng này 12 tuổi chị nghĩ đeo không vừa đâu nha. Vòng này là chỉ dành cho em bé nào hay thức đêm khó nuôi thôi nha. Chứ mà hả, 12 tuổi lớn quá là không có vừa nha. Em mua hộp gỗ là có được tặng nha Tuấn Anh. Mua hộp gỗ 800k trong ngày hôm nay là được tặng nha. Mấy bạn inbox cho mình nha. Đây cái vòng em bé này nè, mấy bạn nhìn kỹ đi, nó hút lộc, hút bình an. Còn nói về công dụng của hộp gỗ thì tất cả những ai mà biết rồi đó, mình giàu có nhiều lên là nhờ cái hộp gỗ nha. Đây, tiền chất đóng đóng vậy là mấy bạn nghĩ đi, là cũng nhờ cái hộp gỗ nha. Giá của hộp gỗ là chỉ có 800.000 thôi. Trong ngày hôm nay chợ thỉnh cho tính tiền phi ship của hộp gỗ, tại vì trọng lượng nó nặng nên đồng giá phi ship hộp gỗ là 60 nha mấy bạn. Đây nha, đây là hộp gỗ bên mình nha mấy bạn, giúp cho tiền đẻ tiền và chợ rất là nhiều tiền nha. Em đặt chừng nào có chị hiện tại có liền nha chị. Tên nhiều đọc lẹo đuổi luôn. Mấy bạn chỉ việc chia sẻ livestream ra cho Hương đi là sẽ được nhận nha. Chia sẻ là chị ơi, Hồng Hà ơi, bên em không có chợ thỉnh cho chị nha. Chị tin thì chị thỉnh, còn chị không tin thì thôi nha. Trong duy nhất ngày hôm nay, khi mấy bạn tặng một cái vòng em, tặng nhận một cái hộp gỗ sẽ được tặng ngay vòng em bé luôn nha. Một hộp gỗ rồi ok, Thảo Phạm bên chị sẽ chốt đơn cho em nha. Thảo Phạm kìa, thấy không kìa? Mai Thảo Phạm comment kìa.
Ờ, dẹp hết nha. Bé em mới sanh thức đêm bệnh á thì em cần phải có một cái dòng này. Nói chung đây là một cái loại dòng mà Hương nghĩ rất nhiều người cần có nha. Em mua vòng 300k được tặng vòng không chị? Rồi ok, chơi luôn, tặng luôn em. Nếu em có con nhỏ là chị em mua vòng 300k chị tặng luôn nha. Không mua hộp gỗ, có được tặng thì qua nhà chị lấy giùm chị nha. Không mua hộp gỗ thì cứ tới nhà chị lấy giùm chị nha. Ai tới nhà xin chị cũng cho hết nha. Vân Đặng ơi, móc cho chị nha Vân Đặng. Ngọc Nhi em comment số điện thoại. Hiếu Phan Kỳ Thanh ơi, nó hỏi Kỳ Thanh ơi. Chị 75-1A. Gọi đi 75-1A. Đó mọi người cứ ấy, mọi người cứ chia sẻ livestream là được nha. Đây nha, vòng em bé nha, chịu duy nhất trong ngày hôm nay khi bạn thỉnh hộp gỗ 800 là sẽ được tặng vòng em bé nha. Hộp gỗ 800 đó chị. Hộp gỗ 800 là được tặng vòng em bé luôn nha. Đây nha, vòng này là dành cho con mình ăn ngoan ngủ ngoan nha. Và đặc biệt cái vòng này làm bằng hạt dâu tầm của Thái nha mấy bạn. Đặc biệt rất là tốt nha. Những ai mà biết rồi thì thỉnh hộp gỗ là để đẻ tiền cho mình. Cái thứ hai là thỉnh được cái vòng này đem mang về bình an may mắn cho con mình nha. Đặc biệt Ngọc Nhi ở Campuchia làm sao qua lấy. Ở Campuchia có giao qua tới bên Campuchia luôn nha. Em mua hộp gỗ là được tặng nha Tuấn Anh Trần. Hộp gỗ giá là 800 ngàn nha. Nó có hai loại, loại 800 và loại 1,4 triệu. Trong duy nhất ngày hôm nay khi mấy bạn thỉnh cái hộp gỗ này, công dụng của nó đẻ tiền nha. Gửi hàng thì từ 3 tới 4 ngày nha, 2-3 ngày nha mấy bạn. Bán quán nhậu mà ế có thể thỉnh phép 5 vòng và hộp gỗ mà. Thôi khỏi thỉnh phép 5 vòng. Trong ngày hôm nay đang chợ thỉnh nè bạn. Bạn thỉnh hộp gỗ 800 được tặng ngay luôn một cái combo 1,9 triệu nè mấy bạn. Đó, bán phép ế hình hộp gỗ tặng ngay một combo 1,9 triệu luôn nha. Đây chị ở bên quận 7 em ơi, mình bán quán bị ế có ship đi luôn nha. Và duy nhất trong ngày hôm nay ai thỉnh hộp gỗ để lấy dòng em bé thì comment giùm chị một hộp gỗ nha. Em mới chốt đơn Nguyễn Diệu Linh, em chốt đơn rồi thì trong vòng 2-3 ngày em nhận được nha. Đây là vòng em bé chị tặng chứ chị không có bán nha. Giá của vòng này mà khi chị chú sên rồi nó khoảng tầm 300 ngàn một sợi. Nhưng mà mình tặng cho tính chứ mình không có bán nha. Còn đây là chất liệu hộp gỗ bên mình nha. Chị ơi, chị Hương hỏi chị hay chăm đúng không chị? Chị Hương hỏi là phép của chị, giờ chị Hương gỡ nha chị. Và chị gỡ tên. Bạn nào có con khổ quá hay là con nó quậy, nó không ngủ hay cái gì đó thì cứ bán thuốc tây hả em? Em thỉnh phép 5 vòng. Ủa mà không cần thỉnh phép 5 vòng tại vì hiện tại đang có tặng tặng nha. Hiện tại đang có tặng nha, đang có tặng cái phép 5 vòng cho nên bạn chỉ cần thịt cho mình hộp gỗ 800 thôi được tặng combo 1,3 triệu nha. Hộp gỗ này 800 mấy bạn nhìn kỹ nè, thầy vẽ bùa vẽ phép lên tận cái hộp gỗ luôn cho nên tại sao cái hộp gỗ này đẻ tiền là như vậy nha. Đây bạn nhìn kỹ nè, nó như một cái ống heo vậy nè, bạn thấy không? Thay vì á mình sử dụng ống heo mình để cho tiền nó mang thai thì mình sẽ sử dụng hộp gỗ mình nhét tiền vô đây và nó giúp cho mình đẻ tiền ra từ 3 tới 17 ngày nha. Bé em khó quá à, em thịnh hộp gỗ để lấy vòng em bé nha. Có hộp gỗ là 1,4 triệu thì được tặng 4 món nha mấy bạn. Em thỉnh hộp gỗ 800k rồi, bây giờ em thỉnh thêm hộp gỗ 1,4 triệu là đúng rồi. Giống như nhà chị cũng vậy mà, bản thân chị cũng xài hai hộp gỗ, chị đâu có xài một hộp đâu. Em đi làm xa thỉnh phép 5 vòng được nha Yến Nhi. Hộp gỗ mấy bạn nào đã có hộp gỗ 800 rồi đúng không? Thì mấy bạn á hả? Đứa nào đó nha. Và cái hộp gỗ của mình công dụng nó đẻ tiền rất là hay mấy bạn biết không. Cái giá của hộp gỗ này 1,4 triệu tại vì hộp gỗ này có ông thần cao quá xe độ mạnh hơn, hút mạnh hơn, lực mạnh hơn nha. Những ai mà từng thỉnh phép bên mình rồi là cũng biết nha. Nhà em đối diện nhà chị Hương, em qua lấy dòng cho con em được không? Được nha. Ra sư vũ qua đây lấy qua chị tặng nha. Hộp gỗ về em để tiền nhiều, hộp gỗ về em tiền nhiều lắm chị đó. Cơ tiết kìa, hộp gỗ nhiều tiền nhiều lắm này, thấy chưa nè nha. Mấy bạn coi comment của tính bên mình nè nha, thỉnh hộp gỗ về tiền nhiều lắm nè, thấy không? Chị Hương đang ở bên 62 Lâm Nhân Bền đó. Cái hộp gỗ này chỉ có 1,4 triệu thôi nha, còn cái hộp gỗ này 800 và duy nhất trong ngày hôm nay chợ thỉnh nha. Có hai loại mấy bạn muốn thỉnh nào mấy bạn thỉnh. Và cái hộp em thỉnh hộp gỗ giá tiền 1,4 triệu Hương Đào kìa. Rồi ok, Hương Đào sẽ có người chốt tiền, chốt liền cho bạn nha. Hương Đào ơi, hộp gỗ 1,4 triệu là được tặng 4 món lên tới 2 triệu mấy luôn á nha Hương Đào. Và đây, công dụng của hộp gỗ này nha, đẻ tiền nha. Công dụng của hộp gỗ này là đẻ tiền rất là nhiều mấy bạn. Mấy bạn muốn thì có thể thỉnh hộp gỗ nha.
Đấy, bạn chia sẻ livestream nha. Bạn nào thỉnh hộp gỗ 1 triệu tư về sử dụng thế nào? Giờ khi em nhận được hàng sẽ có hướng dẫn sử dụng nha bé bé. Cái hộp gỗ này là 1 triệu tư nha, bạn nhìn phân biệt nha. Hộp gỗ 1 triệu tư là hộp gỗ có ông thần cao quát, ông thần đầy độ về tiền tài hút lộc, ngừa tiểu nhân rất là mạnh nha. Giá của cái hộp gỗ này là 1 triệu tư, được tặng 4 món quà lên tới 2 triệu rưỡi lần nha. Đây, cái này là chỉ có 1 triệu tư thôi nha. Hộp gỗ này mình về được có 10 hộp thôi. Và đây là cái hộp gỗ rất là mạnh nha mấy bạn, rất là mạnh luôn nha. Giá của nó là 1 triệu tư, có ông thần này hút lộc, hút tiền và rất là mạnh nha. Và bảo đảm với mọi người nha, khi mấy bạn nhận được hàng, mấy bạn sẽ thấy lộc nó tới từ xa nha. Đó, bạn nhìn cho kỹ nha. Đó, thì giá của cái hộp này là 1 triệu tư nha. Bạn nào thỉnh hộp này comment giùm Hương là gỗ 1 triệu tư và số điện thoại nha. Có em hộp gỗ 800 ngày hôm nay có được tặng nha. Đây là hộp gỗ 800 nha. Trong duy nhất ngày hôm nay khi mấy bạn thỉnh hộp gỗ 800 là sẽ được tặng combo 1 triệu 9, hoặc là mấy bạn có thể lựa chọn là lấy vòng em bé nha. Đó nha, bạn nào lấy vòng, bạn nào mấy bạn có thể là tự mình lựa chọn được cho mình luôn nha. Thỉnh hộp gỗ 800k thì có thể tặng một combo 1 triệu 9 hoặc là tặng vòng em bé nha. Vòng em bé này rất là tốt nha. Đó bạn, hộp gỗ 1 triệu tư được tặng 4 món nha, là gồm combo 1 triệu 9 này và một vòng em bé nha, là hộp gỗ 1 triệu tư nha Nga Cao. Với lại dòng em bé luôn. Hộp gỗ có tác dụng là giúp tiền không bị mang thai mà nó sinh sôi nảy nở nha. Nó làm cho các tính có tiền rất là nhiều nha. Và thật sự đây luôn luôn bị cháy hàng bên mình. Hộp gỗ bên mình, như mấy bạn nhìn cho kỹ, nó không hề giống những chỗ khác nha. Có chất quai cầm và rất là đẹp nha. Được vẽ bùa sơn bùa nè, mấy bạn thấy không? Thầy sơn thầy vẽ vô từng hộp, từng nắp luôn nha. Đây nè, vẽ vô từng cái nắp hộp, mấy bạn thấy không? Vẽ với cả bên trong, và bên trong này có cả nước hoa phép nha. Chị bán thuốc tây, chị thỉnh phép 5 dòng thì ok. Nhưng mà hiện tại bên em khi chị thỉnh cái này là sẽ được tặng hộp, được tặng nha. Nguyễn Diệu Linh đưa lại số điện thoại đi. Nguyễn Diệu Linh. Nguyễn Diệu Linh hả? Chốt rồi mà. Rồi ok Nguyễn Diệu Linh nha. Uyên Nguyễn kìa, gọi Uyên Nguyễn. Nguyễn Thị Ngọc Diệu không? Nguyễn Diệu Linh á, 1 triệu 4. Uyên Nguyễn 800k kìa. 1 triệu 4, 60. Rồi Hồng Hà kìa, Uyên Nguyễn, Uyên Nguyễn Hồng Hà kìa. Chị Thanh. Rồi Uyên Nguyễn mà, Uyên Nguyễn em mới đây vậy? Rồi đó, Hồng Hà, Uyên Nguyễn bắt máy nha, sẽ có người điện thoại liền nha. Hộp gỗ 800k chuẩn bị hết rồi nha mấy bạn. Bạn nào lấy hộp gỗ để lại comment nhanh nhanh giùm chị là hộp gỗ nha. Thì em inbox em thỉnh hộp gỗ đi em. Mua hộp gỗ 800k được tặng nha. Được tặng combo 1 triệu 9 nha bạn ơi. Mua hộp gỗ 800k được tặng 1 triệu 9 nha bạn ơi. Hồng Nhung em để lại số, em có ai chốt order chưa? Nguyễn Diệu Linh em muốn đổi qua hộp 1 triệu tư rồi, ok Nguyễn Diệu Linh đổi rồi nha. Hộp 1 triệu tư, hộp 1 triệu tư thì nó được lợi hơn nha, nó mạnh hơn nha. Hộp 1 triệu tư thì nó được tặng nhiều thứ hơn. Hộp 1 triệu tư thì nó được tặng tới 4 món luôn nha. Em thỉnh hộp gỗ 800k với combo hồ ly, chị tặng cho em phép 5 vòng với dòng em bé được không? Rồi ok em thỉnh hộp gỗ 800k đi, chị tặng cho em phép 5 vòng với dòng em bé nha. Em lấy hộp 800k để lên số điện thoại nha. Mấy bạn nào thỉnh hộp gỗ 800k phải để lên số điện thoại cho mình nha. Và đây nha, cái vòng này là mình tặng chứ mình không bán nha. Tặng cho con của ai mà khó này kia nha. Em muốn chuyển nghề khác có tiền hơn, thỉnh cho chị combo hồ ly nha. Tặng không bán nha. Như Vy rồi, hộp gỗ 800k bên chị sẽ có người chốt cho em nha. Hộp gỗ nha, Linh Thùy Bùi, chị không chợ thỉnh cho em và em không cần phải thỉnh nha. Em khỏi phải hỏi các gói giùm chị là hộp gỗ có Linh không. Tin thì thỉnh, không tin thì khỏi thỉnh. Như Vy có ai chốt chưa kìa? Như Vy kìa. Em lấy hộp 800k Phượng Nguyễn, nếu mà không phải là cúp máy luôn đi Thanh, khỏi phải hỏi dài dòng Thanh. Phượng Nguyễn kìa. Tiền ship có chứ chị, hộp gỗ đồng giá ship là 60 nha. Tại vì hộp gỗ trọng lượng rất ngột, rất nặng nha. Bé hay ngủ giật mình hay là mọi vấn đề là thỉnh cho chị cái này nha. Đúng rồi, giao tới nhà nhận tiền nha. Tốn chừng đó nhà em lấy nha. Hộp gỗ 800k rồi ok nha. Hộp gỗ 800k nha. Triệu Ngọc. Triệu Ngọc rồi thấy không Thanh? Chưa mà chị, nãy giờ ai chốt cho chị vậy?
ok. Triệu Ngọc kìa, thấy chưa? Triệu Ngọc nghe máy nha. Vòng bé mình kìa, Nguyễn Quậy kìa qua. Nguyễn Quậy kìa. Nguyễn Quậy mới comment kìa. Nguyễn Quậy sao? Chẳng. Kiên Giang có luôn nha, chị buôn bán thịnh phép là chị thỉnh cho em hộp gỗ đi, tại vì hộp gỗ là nó đang tặng hết 5 vòng nha. Mai ôm Mai Chi phép trúng số, còn em phép trúng số là phép vàng nha, giá 1 triệu nha. Đây phép vàng là phép trúng số nha. Mua hộp 1 triệu tư được tặng 4 món. Đây 4 món đây. 1, 2, 3, 4. Chị đọc lại có đúng không nha em? Và đặc biệt nha mấy bạn, vòng bé bạn nào muốn xin thì cứ qua nhà mình nha, mình sẽ chợ thỉnh mình cho hết nha, tại vì cái vòng này là mục đích là mình là cho những ai mà con họ không ngủ được hay là mọi vấn đề luôn nha. Hộp gỗ 800k rồi, Hồng Nhung Minh bóc cho chị nha. Hồng Nhung mời chơi chú Bi 10 phút 15 phút nha. Hộp gỗ 800k là có nha, Hồng Nhung rồi anh bóc nha. Tiền phí ship là bên em chịu nha Yến Nhi. Giá là 60 nha, phí ship 60 nha. Đây nha, mấy bạn thỉnh hộp gỗ 800k sẽ được tặng ngay cái combo này, 1 triệu 9 và một cái vòng em bé nha. Vòng này dành cho những ai? Hộp gỗ 1 triệu 4 được tặng 4 món em. Đây hộp gỗ 1 triệu 4. Đây 1 triệu 4. Chị Thấm Nguyễn kìa qua thấy không? Chi thấy không? Em đang gọi chị qua nha chị. Rồi Thấm Nguyễn rồi rồi. Đây nha, cái combo này là 2 triệu mấy nha. Chị lấy có một hộp 800k thôi nha Hương. Lúc nãy có tới 2 người gọi coi chừng đi hàng 2 lần nha Hương. Hồng Hà á, ai gọi 2 lần rồi kìa. Hai lần luôn hả? Kêu gọi hai lần có chừng lộn. Quản lý Mai, hồi nãy có ai chốt bên đây bên Trì không? Inbox cho chị nha em ơi. Bán hàng online thỉnh phép 5 vòng hoặc thỉnh hộp gỗ. Nhưng mà trong ngày hôm nay hộp gỗ đang được tặng phép 5 vòng nha. Inbox cho chị nha Võ Đình Thái ơi. Hỏi em cái gì em? N79 chị duy nhất trong một ngày hôm nay khi các bạn thỉnh là sẽ được tặng combo này nha. Nguyễn Ngọc Diệu, em có hai người gọi cả nhà chút chết lại inbox để đi hàng chuẩn nha Hương. Ok, Nguyễn Ngọc Diệu nói ai chốt vậy? Nguyễn Ngọc Diệu em nè, khách cũ của em. Ai chốt? Một cái vòng cá ly với lại một cái hộp gỗ nữa. Mày chốt mà. Gạch đi, gạch hộp gỗ đi. Tại vì người ta lấy trước. Rồi còn sao thì đứa nào cũng được, một bên thôi, ý là gạch hộp gỗ cho mấy chị chốt đi. Mỹ Hằng hộp gỗ 1 triệu tư để lại số điện thoại nha. Thì bạn nào mà được điện thoại hai lần thì nhớ nói để bên Hương đi đơn hai đơn tội nghiệp bên Hương nha, lỗ tiền ship cho mấy bạn nha. Mỹ Hằng hộp gỗ 1 triệu tư kìa. Mỹ Hằng nghe máy nha em, hộp gỗ 1 triệu tư nha. Trong duy nhất mấy bạn nhớ giùm Hương nha. Ngày mai mình đi Thái rồi cho nên hôm nay là mình tư vấn cho mọi người, chợ thỉnh cho mọi người những cái phép này. Chồng em làm tài xế, em thỉnh cho chị phép 5 vòng đi em, hoặc là mẹ VIP 5 vòng 900k nha. Hộp gỗ 1 triệu tư trong ngày hôm nay chợ thỉnh nha. 096, số nhà là 096. Anh Phúc ơi. 596. Phúc ơi. Ba qua kìa. Ấp gì em?
Hộp gỗ 800k để lên số điện thoại giùm chị nha. 1 triệu tư nhưng em không lấy vòng em bé được không chị? Không lấy vòng em bé là được tặng combo này 1 triệu 9 nha. Tặng combo này 1 triệu 9 nha. Mẹ em thỉnh hộp gỗ bên chị về sang ngày hôm... Đúng rồi, hộp gỗ bên chị may mắn lắm nha. Nè, phép bách nữa nè, phải không? Mẹ em thỉnh hộp gỗ bên chị về sang ngày hôm sau gặp may mắn. Về tiền liền trúng số được 100k. Dù là 100k nhưng mà nó là tiền lọc nha. Hộp gỗ 800k hạnh hạnh tịch kìa. Hạnh tịch kìa qua. Rồi, hạnh tịch nghe máy nha. Bên mình quản lý đang chốt cho bạn nha. Hộp gỗ 800k tặng tiền và giúp cho mấy bạn có tiền rất là nhiều. Và hiện tại số lượng chỉ còn có 20 hộp thôi nha. Bạn nào lấy thì nhanh chóng lên cho chị nha. Hộp gỗ 800k là được tặng tiền nè. Ủa lộn, được tặng một combo 1 triệu 9 nha mấy bạn. Giúp cho mình đẻ tiền rất là nhiều luôn nha. Cho nên là ai cần tiền thì cứ thỉnh cái hộp gỗ 800k là ok nha. Rồi ok nha, em lấy hộp gỗ 800k để lên số điện thoại đi Nguyễn Ngọc Diệu. Hộp gỗ 800k thì chỉ được tặng 3 món thôi em. Còn hộp gỗ mà 1 triệu tư là mới được tặng 4 món nha. Vô đó nè, vô trong nè. Mặc là gì mới cũng vậy hay gì vậy? Ừ, cô ba con biển tử hình. Nói cô ba chốt rồi nha chị Hương ơi. Ai? Rồi chốt rồi. Nguyễn Ngọc Lê Anh bắt máy nha em. Nguyễn Ngọc Lê Anh kìa bắt máy nha. Có người chốt hàng rồi chị, ok. Hộp gỗ 1 triệu tư là hộp gỗ có một thần cao quá chị đang cầm trên tay nè em. Còn hộp gỗ bình thường 800 là không có. Hộp nào cũng mạnh như hộp nào. Nhưng mà hộp này mạnh hơn. Hộp này là có lực của thần cao quá, cho nên là mọi thứ nó sẽ ok hơn nhiều nha. Hộp này chị về giới hạn chỉ có 10 hộp thôi. Còn hộp này thì chị về được 70 hộp. Nhưng mà bây giờ còn có 20 hộp thôi. Còn hộp này chỉ được có 10 hộp thôi nha các bạn. Không lấy vòng em bé lại được 3 món nha em. Chị tặng cho em 2 gỗ thiên cũng được nha. Không lấy vòng em bé. Rồi chị nói hoài chị mệt thấy mẹ chị luôn vậy, mấy em không chịu nghe giùm chị cái gì thiệt á. Đây nha, hộp gỗ 800k là sẽ được tặng cái này nha. Đây là combo nè. Còn cái hộp gỗ mà 1 triệu tư thì được tặng 4 món là có luôn vòng em bé nha. Đây là nè 1 triệu tư nè. Rồi 800 thì bỏ vòng em bé ra nè. Để trong nhà em ơi, đừng đem vô toilet để là được nha. Gỗ 800k thì được tặng, còn đây là gỗ triệu tư nè đó. Bạn nào lấy gỗ triệu tư thì để lên số điện thoại là gỗ 1 triệu tư. Và số điện thoại bên mình sẽ có người điện thoại chốt nha mấy bạn. Sạc lô, bạn thỉnh cái gì giờ sạc lô? Mẹ VIP 5 vòng là không có tặng cái gì hết nha Trần Hoài Thương. Chị đọc đây đúng không nha? Hoàng Ngọc Lê Anh. Số điện thoại là 0399494995. Bất động sản thỉnh gỗ thiên nha. Lý Phục Mang, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa. Hộp gỗ của em hộ là 806 nha. Hộp gỗ đồng giá ship là 60 nha, tại vì hộp gỗ rất là nặng nha mấy bạn. Đó thì khi những ai mà cái gì vậy em, hộp gỗ 1 triệu tư em không lấy vòng em bé tặng cho em vòng hồ ly được không? Không được em, không có tặng vòng hồ ly nha, chị chỉ tặng vòng em bé thôi. Còn vòng hồ ly á là em phải mua, chứ em mà muốn chị tặng á thì khi nhận được em sẽ không có lọc, em hiểu không? Tại vì không phải cái gì chị cũng tặng được. Mai Lu anh bóc cho chị đi nha. Vậy thì em thỉnh hộp gỗ đi, Võ Đình Thái thỉnh hộp gỗ 1 triệu tư đi. Eric Nguyễn bên em có ship Mỹ, ship toàn quốc luôn nha. Em sắp thi em mua phép 5 vòng là ok lắm nha. Trần Hoài Thương sẽ giúp cho em được mọi sự là tốt lành luôn nha. Nhưng mà Cưng có nói là ai gọi chị phải nói, Cưng phải nói là ai mà ai gọi cho chị nữa thì chị nói là có quản lý chi chốt hàng rồi nha chị. Bên bé qua bé mày cũng vậy luôn, ví dụ nói là có ai gọi cho chị nữa thì chị nói có quản lý qua chốt rồi nha chị, là để nó không có chốt hai lần. Ship qua Mỹ đồng giá ship là 2,5 triệu nha. Là sao? Ý là bà nhắn tin Cưng không hiểu hả? Là Cưng bà để số điện thoại trên live xong bà nhắn tin qua nữa.
thì khi mà Cưng gọi Cưng chốt là Cưng phải nói là chị ơi lát nữa chị đừng có nhắn tin ý là ai hỏi, thì chị nói là có quản lý Hoa chốt rồi, có quản lý Chi chốt, em chốt chị rồi. Cưng nói gì đó. Romeo Tèo em coi một vẻ là 2 triệu nha, anh muốn coi thì anh gửi tiền về cho em rồi em mới coi cho anh được nha. Anh đem mèo đi đâu vậy? Thôi đừng quát, không quát được, không đừng cho nó quát. Bất động sản thỉnh với chị học gỗ nha em. Bạn nào lấy hộp gỗ á thì để lại số điện thoại giùm chị nha. Hộp gỗ này là hộp gỗ 1 triệu tư nè mấy bạn. Hộp gỗ 1 triệu tư được tặng 4 món nha. Hộp gỗ này công dụng của nó đẻ tiền và đem tiền về rất là nhiều nha. Rồi lấy hộp gỗ 1 triệu tư kìa. Nương Vũ nghe máy nha. Bên mình quản lý Chi đang gọi cho bạn nha. Nương Vũ ơi, 1 triệu tư nha. 1 triệu tư thì được tặng 4 món nè. Con đỉ mẹ mày Lê Hùng mặc lồn thú đủ vậy chứ. Hiện tại bây giờ hộp này còn phép 5 vòng 700, hiện tại hộp này còn có 5 hộp thôi nha. Ai lấy hộp gỗ 1 triệu tư thì nhanh tay comment là hả hộp gỗ 1 triệu tư giùm nha. Trời ơi, ngu quá vậy. Em chưa ổng mà. Có ai không hả? Là điều không vậy. Đặt kêu con mẹ đi, cái mẹ làm. Lên phải chơi đường tiền giá đó. Vòng này là chị tặng, chị không có bán nha. Cô quá vậy thì kìa. Vòng này chị tặng, chị không có bán nha. Chị nương cũ hả chị? Chị cho em họ con nha chị. Ẩm nó nhúng chứ Quỳ Phúc, Ẩm nó nhúng nhúng rồi. Kìa ba Ẩm với con đi nín. Thì kìa. Em ơi Nguyễn Hoàng Ngọc Lê Anh, khi mà em nhận hàng là sẽ có hướng dẫn sử dụng nha. Đây là hộp gỗ nè, còn duy nhất trong ngày hôm nay những bạn nào chưa có điều kiện thì mình có thể thỉnh hộp gỗ 1 triệu tư hoặc là hộp gỗ 800, tại vì cái hộp gỗ này được tặng tới mấy món luôn nha. Khi bạn thỉnh cái này được tặng 3 món và cái combo này 1 triệu 9 và duy nhất trong ngày hôm nay thôi nha. Tỉnh An Giang đúng không chị? Cái này là phép mẹ quắc nha. Sao chị coi đúng không chị? Chị là Nguyễn Thị Vũ Lương, ấp Thị Một, thị trấn Mỹ Lương. Yên tâm nha Hoàng Ngọc Lê Anh, phép bán đắt nhanh là phép 5 vòng này, nhưng mà trong ngày hôm nay khi tỉnh hộp gỗ là sẽ được tặng cái này nha. Tặng một cái combo này nha mấy bạn. Đây là một cái combo 1 triệu 9 nha. Em mở tiệm nói mi mà em mới muốn chết thì em thỉnh phép gì cho chị đi. Rồi ok Thắm Nguyễn, công dụng của cái hộp gỗ là mang tiền về hút lộc, giúp cho mình có thêm nhiều tiền rất là nhiều nha. Chị tặng vòng bé được, em qua nhà chị lấy nha. Bạn nào thích thì qua nhà chị lấy vòng bé chị tặng, chị không bán nha. Còn những ai mà muốn thỉnh hộp gỗ thì để lại số điện thoại, là số điện thoại và hộp gỗ bên chị sẽ có người chốt nha bạn. Đúng rồi, em mua hộp gỗ 800 được tặng 3 món này nha. Em phép 5 dòng gỗ thiên và mẹ quắc nha. Cái combo này là 1 triệu 9. Mua hộp gỗ 800 được tặng combo 1 triệu 9. Chị chờ thỉnh cho mọi người để mai chị đi Thái rồi, cho nên không có chờ thỉnh được nha. Muốn sang quán nhậu à, sang quán nước thì inbox cho mình nha Mỹ Hằng ơi. Phép đỏ đen toàn thắng ơi, bạn inbox cho bên mình nha toàn thắng. Em á là một vòng cá ly, một cái hộp gỗ nha em, là ủng hộ của em á là 1 triệu 7 nha em. Nó là quản lý nào chốt luôn. Trời ơi, mà nhắn tin hộp một hộp gỗ rồi điện thoại cho em thì một vòng cá ly. Mấy bạn chốt đơn một chỗ, mấy bạn đừng có chốt đơn nhiều, bên mình ra đơn hàng nhiều nha mấy bạn nha. Đi đâu mới vậy? Vô đóng hàng đi rồi. Phép bán đắt nhanh thỉnh hộp gỗ đi nha. Thôi chú ăn cơm thôi đi, ác đóng cũng được. Kiều Diễm ok, em lấy hộp gỗ 800 đi, chị tặng cho đồng bé cho em nha.
bán quần áo mà mình bị ế, mình có thể thỉnh hộp gỗ 800. Tại vì cái hộp gỗ 800 nó sẽ thu hút khách về cho mình, giúp cho mình đẻ tiền, thay vì mình để tiền mình bị mang thai, bạn hiểu không? Mình phải có cái gì đó đẻ tiền ra nha. Thì cái hộp gỗ 800 này công dụng của nó là thu khách, hút khách vào vòng em bé, và mình tặng phi cho mấy bạn. Mình không có bán vòng em bé nha. Bạn nào có con mà ngủ không được nè, hoặc là con mình nó thức đêm, hoặc là nó khó nuôi, nó biếng ăn, mình bán hàng online Mỹ chế phẩm chậm quá thì thỉnh cho chị hộp gỗ đi. Tại vì có tặng luôn cà phép 5 dòng nha. Combo này 1.9 triệu nha. Sao mấy ăn mặc lồn mày nó nghiệp chướng ghê chứ. Vô đây chọc chửi không. Không có phép gì để cho mình đẹp hơn nha bạn. Bạn muốn đẹp hơn bạn phải tự chăm sóc bản thân nha, chứ không có cái phép vùng què nào cho bạn đẹp hơn á. Bên mình chỉ có phép là cho chồng yêu, hoặc là cho tình cảm được vững bền, hoặc là về kinh tế cho tiền nhiều thôi, chứ mình không có, là không có phép đẹp hơn nha bạn nha. Hộp gỗ 800k kiều diễm, ok, bên mình chốt số điện thoại nha. Đài Loan có ship luôn nha, Nguyễn Phương Yến. Khi mà bạn thỉnh về tự động nó sẽ kéo tiền giúp cho bạn đẻ ra tiền nha bạn, thì cái đó mới gọi là phép. Chứ nếu mà bạn thỉnh về bạn không biết làm gì ra tiền thì bên mình đâu có cho thỉnh làm gì bạn. Khi thỉnh về sẽ có câu khấn nha, Trương Phạm Trương. Cơ khí thỉnh cho chị mẹ 5 dòng đi em. Ủa sao ngủ? Học đêm chốt luôn nhiều đơn lắm, không thôi là không tới chị á. Inbox cho chị nha, Võ Đình Thái. Hộp gỗ giá 800 nha. Em mua bán quán ăn, em thỉnh cái hộp gỗ để bỏ tiền vô đi em. Không nha, cờ bạc là hộp gỗ không chợ về cờ bạc. Cờ bạc là phải sử dụng đỏ đen hoặc phép vàng nha. Chị Hương còn bút, chị Hương mấy bút này viết không ra. Vậy đồ lấy cái này đỏ đi. À quen hả? Để rồi. Thỉnh ngày về trong vòng từ 3 ngày tới 17 ngày là sẽ thấy kết quả nha. Bảo đảm với mọi người, nếu không là mình sẽ hoàn tiền cho mấy bạn nha. Cho nên mấy bạn cứ việc yên tâm. Hộp gỗ này rất là đắt khách nha, đặc biệt hút khách cực kỳ và đẻ ra tiền cho mình nha. Em đi làm mướn mà em không có tiền, em thỉnh cho chị hộp gỗ luôn đi em. Tại vì nó trợ lực giúp cho mình buôn bán đắt nè, giúp cho mình nữa hả, có tiền nhiều này kia. Thì khi đó hộp này 800 ngàn nha, hộp này chỉ có 800 thôi, trợ lực rất là mạnh nha. Inbox ở để số điện thoại nha. Học tập thì thỉnh cho chị mèo quắt đỏ đi em. Một hộp gỗ 800 cảm ánh, mẹ 5 dòng giá 900 nha. Hộp gỗ này 800 được tặng combo tới 1.900.000 ngày hôm nay nha. Cho nên bạn nhanh tay lên nha. Đây là 1.900.000 nha. Hồi nãy giờ khách nước ngoài gì nãy của chị dặn hai đứa có nhắn tin không chị? Đúng rồi nha. Bán một tay. Thôi mình ăn cơm xíu mình lại tiếp.